Và đây món sườn sốt chua ngọt đã đến. Món này có giá 105 ngàn đồng và một dĩa rất là lớn luôn mấy bạn. Để mình quay cận cảnh nha. Đó, màu vàng ươm. Ở đây thấy cà chua nè, ớt chuông nè, thơm nè, củ hành nè, ngò nè. Nghe cái mùi bay lên rất là thơm luôn. Đó, các bạn, mình sẽ nó ra đó. À, rồi ăn thôi. Nghe cái mùi thơm bay lên rồi đó. Món này phải nói rất rất là ngon luôn, đúng như cái vị gia đình luôn mấy bạn ơi. Đầu tiên phải nói là nó xốp mềm nha. Và nó dai dai cái phần thịt nữa. Và nó rất là ngọt thịt luôn, thơm lắm. Và đây chính là món canh chua cá Tứ Xuyên, hình như là 80 ngàn đồng thì phải. Đó. Đây cận cảnh bên trên. Bây giờ mình sẽ nếm chút xíu cái phần nước canh ha. Và mình sẽ xóc lên cho mấy bạn xem. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ngày 31 tháng 1 năm 2020 và mình đang có mặt trên cầu Trà Và của quận 5 ha. Như vậy hôm nay đã là mùng 7 Tết. Hôm nay thì tiệm cơm nước An Duyên ở số 15 Trần Điện, quận 5 đã mở cửa hoạt động trở lại. Khoảng độ hơn nửa tháng trước mình có đến tiệm cơm nước An Duyên để ăn hai món mà mình cảm thấy khá là thích. Món thứ nhất đó là món gà ta hấp muối, món thứ hai chính là món đậu hũ nhồi thịt. Lần đó ăn xong mình có về giới thiệu cho bạn bè mình á, thì hầu hết mọi người đều thích hai món này, đặc biệt là họ rất thích món đậu hũ nhồi thịt. Lần đó thì mình vẫn chưa ăn một món mà anh Trương Cẩm Cường trên nhóm Chợ Lớn Xưa Nay ảnh rất là thích, đó là món sườn xào chua ngọt. Lý do là lần đó mình ăn no quá, hôm nay mình quyết định quay lại tiệm cơm nước An Duyên để ăn sườn xào chua ngọt và rất có thể ăn thêm một số món khác nữa. Rồi chúng ta cùng nhau đi thôi. Trưa hôm nay trời Sài Gòn khá là nắng. Và đây tiệm cơm nước An Duyên. Đó, mình vô trong nha. An Duyên. Rồi bước vào trong. Chúc con vô thành công. Cùng nhau lên lầu. Dưới ánh sáng nó hơi lập lòe. Tiếp tục lên tầng 2 các bạn. Bên trên tầng 2 các bạn ha. Ơi, chúng
chúng ta đi xem lại thực đơn nha. Và đây là thực đơn của tiệm cơm nước An Duyên ha. An Duyên, An Duyên, thực đơn buổi chiều. Món số 1, chả giò ngũ vị 65.000 đồng. Món thứ 2, hàu cuộn chiên giòn 78.000 đồng. Món thứ 3, đậu hũ rang muối 54.000 đồng. Món thứ 4, sụn gà rang muối 65.000 đồng. Món thứ 5, tôm viên hạnh nhân 75.000 đồng. Món thứ 6, gỏi sứa gà xé 68.000 đồng. Món thứ 7, cá viên bách thảo 75.000 đồng. Món thứ 8, bắp bò XO 95.000 đồng. À, rồi bạn ha. Món thứ 9, đậu hũ thiết bản 68.000 đồng. Món thứ 10, trứng chân tam sắc 65.000 đồng. Mình sẽ gọi cái món trứng chân tam sắc. Món thứ 11, cà tím tay cầm 72.000 đồng. Món thứ 12, trứng hào 78.000 đồng. Món thứ 13, hôm bữa mình đã ăn và được khen rất là nhiều, đậu hũ An Duyên sốt XO 75.000 đồng. Món 14, bồ câu quay phải đặt trước ha. Món 15, thú linh chiên giòn 92.000 đồng. Món 16, thú linh xào cải chua 85.000 đồng. Món 17, cực tái gừng 75.000 đồng. Món 18, cực xào sa tế 75.000 đồng. Món 19, sườn sốt chua ngọt 105.000 đồng. Đây là cái món mà mình sẽ gọi nè. Món 20, sườn gan muối 105.000 đồng. 21, sườn xào tàu xì 105.000 đồng. 22, thịt chân cá mặn 75.000 đồng. 23, thịt chân trứng muối 68.000 đồng. 24, heo quay hấp kiểu khách gia 98.000 đồng. Món này cũng ngon ha. Chắc phải gọi thêm món này đợt sau quá. Nhiều món ăn quá. Món số 25, bò thiết bản 115.000 đồng. Món số 26, bò sốt tiêu đen 115.000 đồng. 27, bò rang muối 110.000 đồng. 28, bò xào nấm XO 125.000 đồng. 29, bắp bò cà ri 120.000 đồng. 120.000 đồng ha. Wow. Nhiều món quá mấy bạn ơi. Món 30, gà hấp muối 195 họ nửa con, 380 nguyên con, hồi bữa mình ăn cái này rồi. 31, gà xào cung bảo 72.000 đồng. 32, gà xào tàu xì 68.000 đồng. 33, gà xoái mỡ 78.000 đồng ha. Đây là dạng đùi gà gốc tư. Chuyển sang các món về tôm nè. 34, tôm rang kim sa 115.000 đồng. 35, tôm xào tàu xì 115.000 đồng. 36, tôm sốt hạt điều 125.000 đồng. 37, cá chiên giòn sốt chua ngọt 110.000 đồng. 38, cá rang muối 105.000 đồng. 39, mực chiên giòn sốt chua ngọt 115.000 đồng. 40, mực gan muối 110.000 đồng ha. 41, cá hấp Quảng Đông phải đặt trước. 42, cá hấp Triệu Châu đặt trước. 43, tôm hấp lá sen phải đặt trước. Đó. Từ số 44 đến 52 là cháo và cơm ha. 44, cháo thập cẩm 65.000 đồng. 45, cháo trứng tam sắc 65.000 đồng. 46, cháo hải sản 75.000 đồng. 47, cháo rong biển thịt viên 68.000 đồng. 48, cơm chiên Dương Châu 65.000 đồng. Giá này ổn. 49, cơm chiên cá mặn gà xé 75.000 đồng. 50, cơm chiên hải sản XO 80.000 đồng. 51, cơm chiên trứng muối thịt cua 125.000 đồng. 52, cơm chiên ô liu đen Triều Sơn 65.000 đồng. Từ số 53 tới 60 là hủ tiếu và miếng xào ha. 53, hủ tiếu xào bò Quảng Đông 85.000 đồng. 54, hủ tiếu áp chảo 78.000 đồng. 55, mì xào thập cẩm 68.000 đồng. 55, ủa sao hai cái mì 55 ta? Cũng 55 luôn, mì xào giòn 68.000 đồng. 56, bún mì xào Phúc Kiến 85.000 đồng. 57, bún gạo xào thập cẩm 68.000 đồng ha. Ở đây bún gạo thịt heo, tim, gan, cực, rau, cải, tôm, mực. 58, bún gạo áp chảo 75.000 đồng. 59, miếng xào cua 125.000 đồng. 60, miếng tôm tay cầm 95.000 đồng. 61 tới 66 là canh ha. 61, canh từng ô cá viên 68.000 đồng. 62, canh rong biển thịt viên 68.000 đồng. 63, canh bát bủ 85.000 đồng. 64, canh bá vương hoa 85.000 đồng. Canh bá vương hoa là gì? Ở đây có sườn non, hoa bá vương, hoa thanh long đó, táo mực. Ồ, cái món này hơi lạ. 65, canh chua cá tứ xuyên 80.000 đồng. Canh chua cá tứ xuyên đây thấy ghi là cá chẽm phi lê, cải chua, dầu ớt, ớt khô xuyên tiêu. 66 là canh hàng ngày 60.000 đồng ha. Đó.
Rất có thể mình sẽ gọi món canh chua cá Tứ Xuyên. 67 măng tây, ở đây chắc là xào tỏi nè, xào dầu hào nè, xúc đông cô, xào bò, xào hải sản, xào thập cẩm. 60-85 ngàn đồng. 68 rau muống cũng vậy luôn ha, 48-68 ngàn đồng. 69 là cải thìa, 48-68 ngàn đồng. Tức là tùy theo các bạn xào tỏi, xào dầu hào, xúc đông cô, xào bò, xào hải sản, rồi xào thập cẩm ha. 70 cải rổ, 50-72 ngàn đồng. 71 rau xào thập cẩm, 68 ngàn đồng. 72 giá xào cá mặn, 60 ngàn đồng. Cuối cùng ở đây có phần thức uống nè, cà phê nè, cà phê kho đen nóng 23 ngàn, cà phê kho sữa nóng 25 ngàn, cà phê phin đen nóng hoặc là đá 25 ngàn đồng, cà phê phin sữa 25 ngàn đồng, bạc tẩy xỉu phé 32 ngàn đồng. Trà bên đây thì là hồng trà tắc 26 ngàn, hồng trà sữa 28 ngàn đồng. Mình gọi cái phần hồng trà sữa 28 ngàn đồng á. Trà uyên ương nóng hoặc đá 30 ngàn đồng. Trà lại hoa cơm cháy, ồ hơi lạ, 32 ngàn đồng. Trà gần nóng 26 ngàn đồng. Ngoài ra thì còn có sữa nè, sữa quế nè, sữa tươi nè, sữa 33 nè, bò bò hay 33 đi, bò bò. Bên kia là cacao, cacao sữa, rồi nóng hoặc đá ha, Milo ha. Rồi thức uống chợ lớn khác, ở đây có chanh muối nè, chanh gừng nè, chanh mật ong nè, tắc xí muội nè, lá hán quả nè. Ăn sáng nhẹ, cái phần này mình đã từng ăn rồi và đã từng quay video rồi. Trứng lòng đào nấu chậm, bánh mì ca dế đậu phộng, bánh mì gà cơm bò ăn sáng. Cái phần video này mình đã từng làm rồi ha. Các bạn cần thì mình sẽ để lại cái phần đường dẫn trong cái phần bình luận video này. Rồi các bạn có thể tự xem nha. Cái phần ăn sáng nhẹ đây cũng rất là ok. Các bạn nhớ nha, cái phần thực đơn nãy mình quay là thực đơn của buổi trưa nha. Chứ không phải là thực đơn của buổi sáng. Riêng cái phần nước này thì ok, phục vụ cả ngày mình nghĩ vậy. Rồi, cơ bản đây là toàn bộ phần thực đơn của tiệm cơm nước An Duyên. Và bây giờ mình đang đợi món nha. Món sườn sốt chua ngọt và món trứng tam sắc. Mình nghĩ mình sẽ gọi thêm cái phần canh chua cá Tứ Xuyên để mình đi gọi đây. Và đây, món sườn sốt chua ngọt đã đến. Món này có giá 105 ngàn đồng và một dĩa rất là lớn luôn các bạn. Để mình quay cận cảnh nha. Màu vàng ươm. Ở đây thấy cà chua nè, ớt chuông nè, thơm nè, củ hành nè, ngò nè. Nghe cái mùi bay lên rất là thơm luôn. Rồi, để mình ăn thử cái phần nước sốt, rồi cái phần cà chua, rồi phần thịt sườn nha. Khoan, quay một góc khác nè. Ở đây tính được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, như là 7 miếng sườn. Đó, 7 miếng sườn. Đó. Rồi, ăn thôi. Phải nói là rất là ngon các bạn. Đầu tiên là cái phần nước sốt nha, chua ngọt đậm đà và nó rất là vừa phải luôn. Đúng là anh Trương Cẩm Cường trên nhóm chợ lớn Sư Bà này anh nhận xét đúng là cái phần nước sốt là ngon. Sau đó qua cái phần cà chua, phần củ hành, ăn giòn giòn sực sực cái phần củ hành, phần cà chua mềm mềm, giòn giòn ha. Cái phần thơm á, chua ngọt rất là thanh, ở đó mình thích cái phần này. Rồi luôn cái phần sườn đây nè. Vị ngọt rồi thêm cái lớp áo bột bên ngoài nữa, nó cái mùi rất là thơm các bạn, thấy nó là ngon. Tuy nhiên mình mới ăn được hai cục sườn nha, và phần này toàn bộ chủ yếu là thịt. Mình để kiếm xem có cái phần nào nó có cái mỡ mỡ nó béo béo hơn là sẽ tuyệt vời hơn nữa, để xem thử coi. Trong đây trong 7 viên mình đã ăn được 1, 2, 2 viên, còn lại 2, 4, ô còn lại 6 viên, là tất cả là 8 viên lần. Để xem thử ở bên nhà mình á, thường cái phần sườn này ngoài cái phần thịt ra thì sẽ chọn thêm một chút xíu gì đó, phần nó mỡ mỡ, ăn cho nó béo béo. Nên sẽ đỡ đi cái phần khô hơn ha, do cái phần thịt không thì nó sẽ hơi bị khô nếu ăn nhiều. Bây giờ mình sẽ ăn tiếp. Rồi ở đây cơm là phải gọi thố mấy bạn nha, gọi thố gọi chén, mình gọi nguyên một thố. Đây, tổng thể là vậy nè, thố cơm nằm bên trái, hồng trà sữa bên phía tay phải, hồng trà sữa là 28 ngàn đồng nha. Rồi thôi, mình đang tiếp tục ăn đây. Ăn xong hết luôn mình sẽ nhận xét cuối cùng nha. Mình vẫn đang đợi cái món trứng trứng tam sắc và cái món canh chua cá Tứ Xuyên. Và đây, món trứng trứng tam sắc đã đến ha. Món này có giá 65 ngàn đồng một dĩa lớn luôn. Tính ra cái phần ăn này với cái dĩa này mình thấy giá là mềm.
Đây, mình sẽ quay cận cảnh. Đầu tiên thấy là phần trứng ha, trứng lòng đỏ nè, cái phần hột vịt Bắc Thảo nè, rồi mình thấy được cái phần thịt nổi lên, cái phần thịt bằm á, hồng hồng. Để mình quay cận cảnh chút xíu rồi sẽ ra một miếng ăn. Có hành lá nữa ha. Để mình quay qua góc bên kia. Đó. Bây giờ xẻ nó ra thôi, mình sẽ xẻ nó ra quay mấy bạn xem như phần chính giữa của nó. Đó các bạn, mình xẻ nó ra đó. Rồi ăn thôi. Nghe cái mùi thơm bay lên rồi đó. Món này phải nói rất rất là ngon luôn, đúng như cái vị gia đình luôn mấy bạn ơi. Đầu tiên phải nói là nó xốp mềm nha. Và nó dai dai cái phần thịt nữa. Và nó rất là ngọt thịt luôn, thơm lắm. Cái phần thịt ngọt thơm. Rồi cái phần trứng muối mặn mặn, thêm cái phần hột vịt Bắc Thảo rất là thơm nữa, thơm và béo. Rồi cái món này ngon ghê á. Mình về mình chắc sẽ làm theo cách này, nói má mình nấu như một món như vậy. Ở nhà mình thì cũng có làm nhưng mà không có dạng như là tạo thành cái hình tam giác nhiều vậy, cũng là cũng chân thịt nhà trứng nè, rồi thêm cái phần hột vịt Bắc Thảo nữa. Tuy nhiên thường là chân trong tô hoặc là trong chén ha, ở đây thành một cái dĩa luôn. Wow, ngon thiệt sự luôn á. Bây giờ trong cái khoang miệng của mình vẫn còn thơm cái mùi của trứng hột vịt Bắc Thảo và cái độ ngọt ngọt của cái món thịt nữa. Thực sự thì cái món sườn xào chua ngọt á, đối với mình là ngon nhưng mà chưa gọi là xuất sắc lắm, là bởi vì ở nhà mình làm cái món đó cũng rất là ngon. Và hai nữa là mình tự ăn ở tiệm trên đường Hàng Hải Nguyên quận 11 á, cái chỗ đó cũng rất là ngon luôn. Ok rồi, món thứ ba đã đến mấy bạn, đó chính là món cá chua, canh chua cá tứ xuyên chứ. Để mình quay hình luôn rồi mình ăn luôn ha. Ngon quá, thơm thơm. Và đây chính là món canh chua cá tứ xuyên, hình như là 80.000 đồng thì phải. Đó. Đây cận cảnh bên trên. Bây giờ mình sẽ nếm chút xíu cái phần nước canh ha. Và mình sẽ xốc lên cho mấy bạn xem. Mình mới dùng hai cái muỗng nước canh mấy bạn. Phải nói là cái vị đây nó chua chua ngọt ngọt, thanh nhẹ. Ý là độ chua thanh á, thanh nhẹ. Và có chút xíu vị nó cay cay thơm thơm, the the từ cái phần ớt và phần tiêu. Không phải là dạng cay xè nha. Rồi để mình múc nó ra trên cái chén sẽ nhìn dễ dàng hơn. Đây mình múc nó ra ha, chủ yếu bên trong sẽ có phần hành nè, phần cải chua nè và một cái cứa cá lớn như thế này, ớt nữa, ớt rất là nhiều. Tuy nhiên nó không có cay hổn nha. Mình nói là nó cay vừa vừa the the từ cái phần ớt và phần tiêu. Bây giờ mình sẽ ăn cái phần cải chua và phần cá để xem thế nào. Và mình đang ăn cái phần cải chua ha, cái phần cọng giòn giòn sực sực. Phần lá mềm mềm giòn giòn ăn khá là ngon, chua thanh. Cái phần cá chẽm này ngọt thịt mấy bạn ơi, ngọt thịt tươi. Phần canh này mình cũng khá là chấm á. Rồi mình sẽ ăn hết đây, ăn xong mình sẽ nói cảm nhận cuối cùng luôn ha. Nhiều món quá, ba món đang đợi mình nữa. Hôm nay trưa hôm nay ăn cơm ngon ghê, phải nói là An Duyên là một nơi đáng để đến để ăn cơm trưa. Và kể cả ăn cơm tối nữa, họ phục vụ tới tối mà. Quay cận cảnh cái phần cá cho các bạn xem. Và cơ bản mình đã ăn xong các bạn. Sau đây là phần nhận xét tổng thể cuối cùng ha. Đầu tiên là về phần sườn sốt chua ngọt nè, phải nói phần này ngon ha. Và mình có nói chuyện với bạn chủ á, nếu như cái phần sườn này nó có thêm cái phần mỡ mỡ hơn chút xíu nữa thì nó sẽ ngon hơn. Ăn nó sẽ không có bị ngán, do cái phần là phần sườn này mình ăn tới 7 8 miếng thì ăn liên tục mà phần sườn nó nhiều hơn, tức là cấu thành của cái phần là thịt nhiều hơn á thì nó sẽ bị hơi ngán ngán chút xíu. Nếu mà có nhiều phần mỡ hơn thì ngon hơn. Cái phần thứ hai, phần trứng chân tam sắc, phải nói phần đó rất là ngon, mình không có gì để nói luôn. Phần thứ ba là cái phần canh chua tứ xuyên á, mình thấy cái phần chua thanh, phần cá ngon. Tuy nhiên mình có một phần lưu ý nha, là bởi vì mình ăn cái phần sườn sốt chua ngọt rồi, ăn thêm cái phần canh chua cá tứ xuyên nữa thì bản thân mình một mình ăn á, mình ăn nhiều á, ăn canh chua, ăn cà chua ở phần sườn sốt chua ngọt nè, ăn thơm nè, thì ăn một hồi xong ăn thêm cái phần canh, ăn lại cái gọi là cải chua á, sẽ cảm thấy nó hơi chua hơn. Do đó mình nghĩ là nếu mà bạn đã ăn phần sườn sốt chua ngọt rồi á thì nên gọi một món canh, nó phải là canh chua thì ăn nó sẽ đỡ hơn. Ý mình nói là nó sẽ không có dạng như chua chua đó ha.
cơ bản mà nói là ba món này đối với mình đều là ngon, và thực sự mình nói là mình sẽ trở lại An Duyên để ăn thêm các món khác, và mình nghĩ là mình sẽ ăn hết cái thực đơn của cái tiệm này. Như các bạn thấy ha, như cái dĩa trứng chân tâm sắc có 65.000 đồng thì phải, mình nhớ. Cái mức độ giá này phải nói là mềm trong cái phân khúc của một cái nhà hàng nhỏ, đặc biệt ở quận 5 nữa. Và ngon như thế này thì mình sẽ ăn. Mình nghĩ cơ bản là như vậy. Các bạn xem video hồi nãy mình ghi hình cái thực đơn của cái tiệm An Duyên rồi, thì các bạn nghĩ là mình nên ăn món gì? Thì các bạn bình luận cho mình biết ha. Về phần phục vụ dịch vụ thì mình thấy là cũng như lần trước nha, dịch vụ ở đây là được, nói chung là các em này đều thân thiện cả. Không hẳn là một nhà hàng chuyên nghiệp nhưng mà ở đây có một cảm giác là nó có sự thân thiện, các em nó cũng còn trẻ nữa. Mình thấy như vậy đối với mình là ok, dịch vụ như là được. Có chào hỏi, không có gì để gọi là trừ điểm hết đó. Còn cái phần thiết kế như bao lần các bạn thấy ha, vẫn vậy ha, nói chung là đẹp. Ở đây rất đáng để mời bạn bè đến đây ăn cơm. Và đây, tiệm cơm nước An Duyên số 15 Trần Điện, phường 10, quận 5 ha, số điện thoại 0886870076 trong trường hợp các bạn cần đặt bàn trước nha. Đây, tổng kết lại, sườn sốt chua ngọt 105.000 đồng, trứng chân tam sắc 65.000 đồng thôi, hồng trà sữa 28.000 đồng, canh chua cá tứ xuyên là 80.000 đồng. Các bạn thấy rõ hơn rồi ha. Cơm thố 2.000 đồng, 20.000 đồng, khăn 2.000 đồng. Tổng số là 300.000 đồng ha. Rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp ha. Bữa trưa hôm nay thực sự rất là ngon. Các bạn, mình tổng kết chút xíu ha. Về phần ẩm thực Sài Gòn Chợ Lớn là mình đã quay khoảng độ hơn 100 video á. Mình nhớ không lầm nhưng cũng khoảng độ gần 200 thì phải. Rồi phần miền Tây thì mình đã quay 5 tỉnh ha. An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau cũng rất nhiều món ngon. Rồi phần Tây Nguyên mình đã quay các tỉnh từ Đắk Lắk nè, Gia Lai nè, tới Kon Tum nè, cũng rất nhiều món ngon luôn. Rồi phần Campuchia mình đã ở bên 1 tháng nữa, quay cũng rất nhiều món ngon về các điểm du lịch nữa. Các bạn có cần gì thì các bạn hỏi mình ha. Phải nói thật sự là rất rất nhiều món ngon. Và trong tương lai mình sẽ làm thêm nữa và sẽ tổng kết lại những món ngon đặc sắc nhất mà mình đã từng ăn.